tích này. Bạn nghe di tích về tháp Bánh Ít nha. Tháp Bánh Ít là nhóm tháp tỏ lên, tỏ đại lên. Diện cho giai đoạn chuyển tiếp từ phong cách Trà Kiệu sang phong cách Bình Định, kết hợp hài hòa hai vẻ đẹp của hai xu thế, nhịp nhàng, trang nhã và khỏe khoắn, hoành tráng của kiến trúc Chàm. Đây là quần thể tháp có số lượng nhiều nhất, gồm 4 tháp, đền thờ chính còn gọi là Kalan, tháp cổng Gopura, tháp hỏa Kosagra, tháp bia Bosat. Căn cứ những dấu tích còn lại cho thấy số lượng công trình kiến trúc ở đây còn nhiều hơn, tạo nên một trung tâm tôn giáo hoàn chỉnh gồm nhiều loại hình kiến trúc, đảm nhận vai trò công năng khác nhau. Nơi đây còn là trung tâm của ba thành cổ Champa Vương triều, Vijaya, thành Thị Nại, thành Cha và thành Đồ Bàn. Với hoạt động kinh tế, gốm cổ Vijaya và trung tâm thương mại, tháp Bánh Ít là quần thể kiến trúc độc đáo có giá trị nghệ thuật cao và được xem là kiệt tác trong kiến trúc nghệ thuật Chàm. Yeah. Đây là đường lên tháp Bánh Ít.